Hi, xin chào mọi người. Và hôm nay thì mình sẽ review một món ăn đó nha mọi người. Thì cái món này thì cũng cũng quen mọi người. Đó chính là rong nho tách nước đó mọi người. Người ta sẽ bảo quản như thế này. Và mình về mình khui ra thì mình ngâm và sử dụng ăn liền được nha mọi người. Thì cái này mình mua ở ngoài, nó không có hiệu nha mọi người. Nó chỉ có bọc rồi ở trong này là rong nho bảo quản như thế này thôi. Thì rong nho thì nó làm nó sống trong cái nước mặn đó mọi người. Thì ở trong này có nước thì mình không biết là nó là nước nó có mặn không nha, để người ta bảo quản cho nó được lâu á. Bây giờ thì mình sẽ khui bịch này ra và sử dụng nha mọi người. Thì mình tham khảo trên mạng đó mọi người, người ta thấy cũng sử dụng cái loại này rất là đơn giản, chỉ cần mở ra ngâm với nước và nó sẽ nở ra và mình sẽ sử dụng được nha. Bây giờ thì mình sẽ mở cái gói này ra xem như thế nào nha. Mình sẽ thử cái nước này xem nó có mặn không nha. Lúc trước thì mình có thử cái rong nho mà là người ta sẵn rồi mọi người, người ta làm sẵn hết rồi, mình về mình mua thì mình chỉ rửa sạch và cho nó bớt mặn và mình ăn thôi. Còn cái này thì người ta bảo quản như thế này để cho nó lâu với vận chuyển đồ đi xa đồ được mọi người, dưới tiện dụng. Bây giờ mình sẽ mở ra nha mọi người. Mình cắt ra, mình sẽ đổ nó vào tô và đổ nước vào ngâm một hồi cho nó nở ra nha mọi người. Và mình sẽ dùng thử xem nó thế nào nha mọi người. Mình sẽ thử cái nước ở trong này coi nó có mặn. Cái nước ở trong này nó mặn như nước muối nha mọi người. Để nó bảo quản cho cái rong biển này nó đảm bảo được lâu, tại vì rong biển này là nước mặn mà, nó sống trong cái vùng nước mặn. Mình sẽ chút ra tô nha mọi người. Và đây là sợi rong biển chưa có ngâm. Bây giờ thì mình sẽ đổ nước vào và ngâm cho nở ra và thử thách nha mọi người. Nước này hơi mặn cho nên là mình sẽ bỏ cái nước này cho nó ngâm cho nó đỡ mặn nha mọi người. Và đây là một gói rong nho nha mọi người. Ở ngoài thì nó xanh hơn nha mọi người, lên hình này nó hơi đen xíu thôi chứ thực ra ngoài nó màu xanh nha. Bây giờ mình sẽ đổ nước vào và ngâm cho nó nở ra nha mọi người. Và đây là rong nho mình đổ vô là nó nở ra gì nè mọi người. Nở ra nó căng tròn lên rất là bự hơn so với hồi nãy luôn, nó rất là mau nở. Thì như vậy thì một chút xíu nữa thì mình thưởng thức được nè mọi người. Đây là rong nho mình mới đổ nước vào và ngâm thì nó nở ra như là cái rong mà ở ngoài người ta bán nè mọi người nè. Ồ, nhìn cũng hấp dẫn lắm mọi người. Nó căng tròn lên nè. Đây là một cọng mà hồi nãy là mình gấp không thấy gì luôn, bây giờ là một cọng nó như một chùm nho luôn nè mọi người. Bây giờ mình review cho, bây giờ thì mình có lẽ là mình thưởng thức được luôn rồi đó mọi người.
rất là mau nở ra, bự ra. Nhìn rất là thích luôn mọi người. Nãy nó có chút xíu rồi, giờ ngâm nó nở ra được như này. Và đây là rong nho mình ngâm nó nở ra rất là to nè mọi người. Và mình sẽ cho mọi người thấy nha. Nó nở rất là giống với rong nho mình mua sẵn ở ngoài luôn mọi người. Giờ mình sẽ thưởng thức xem nó như thế nào nha. Mình thấy nó cũng khá giòn đó mọi người, nhưng mà nó không ngon bằng cái loại mà mình mua ở ngoài mọi người. Mình cảm giác như vậy thôi. Nó cũng không quá mặn không, nó cũng giống như ở ngoài thôi, nó cũng hơi nhẵn nhẵn của vị muối thôi. Nó rất là giòn, những cái tròn tròn này ăn nó giòn thực sự rất là đã luôn mọi người. Thì nó có cái mùi đặc trưng của rong biển. Và sẵn đây mình sẽ giới thiệu cái sốt ăn kèm với rong rong nho tách nước này nha mọi người. Thì nó cũng rất là tiện lợi, mọi người mua về và để ngăn mát tủ lạnh đó mọi người, khi nào dùng thì có thể đem ra và ngâm và thưởng thức thôi. Còn cái loại kia thì mình cũng phải bảo quản trong ngăn mát thì cũng chỉ được khoảng 1-2 ngày thì nó cũng hết giòn rồi mọi người. Thì mình thấy rong biển tươi người ta ngâm sẵn ở ngoài thì mình thấy ngon hơn nha mọi người. Cái này thì nói chung là cái vị nó cũng ổn thôi chứ không ngon bằng nha. Và đây là cái sốt mà ăn kèm. Mọi người nhìn kỹ cái hiệu này, chỉ có cái hiệu này nó mới thơm và ngon thôi. Còn những cái khác, cái hình mẫu mã nó giống nhưng mà cái hương vị nó không ngon bằng nha mọi người, nó hơi chua hơn. Thì mình thấy cái loại này là ngon nhất thì sẽ dùng kèm với rong biển này. Mọi người xem nha. Thường cái này thì trong Bách Hóa Xanh gần nhà có bán rồi mọi người. Kêu bằng sốt mè rang, bây giờ thì mình sẽ chút ra rồi thưởng thức. Bây giờ mình sẽ chấm cái sốt mè rang này nha mọi người. Nó nở rất là bự hơn so với lúc nãy á. Cái sốt mè rang này ăn với xà lách hay gì cũng ngon mọi người. Và ăn với cái rong biển này thì mình thấy cũng cực kỳ hợp á mọi người. Nó sẽ làm giảm cái độ cái mùi của rong biển mà nó sẽ thơm cái mùi mè rang rất là dễ ăn và thơm ngon. Thì mọi người có thể mua sốt mè rang làm nước chấm với rong biển nha mọi người. Nhưng mà tìm ở ngoài không có rong biển người ta ngâm sẵn á thì mọi người có thể mua cái này về và ngâm nha mọi người. Thì mình thấy mua ngoài ngâm sẵn thì nó ngon hơn nha. Nó nở rất là bự này mọi người. Ăn với sốt mè rang này thì cũng cực kỳ hợp.
sự thì lúc trước cái rong biển này cũng ở ngoài cũng khó có ai bán đâu mọi người, bây giờ trong siêu thị rồi cũng có bán lại ra, vì bây giờ cái này người ta nuôi được á mọi người, cho nên là bán cũng khá nhiều á, mình thấy ở ngoài bán cũng nhiều lắm. Nó cũng không quá mặn nha mọi người, nói chung là cũng ổn á.